xin chào quý anh chị nhà đầu tư chào mừng quý anh chị đã quay trở lại cùng với video của em hải uh, sau phiên giao dịch ngày hôm nay ngày hôm nay là một cái ngày uh, đầu tuần ngày thứ hai và cũng như là cái tuần uh, tuần cuối của tháng 10 anh chị thì em hải cũng xin chúc quý anh chị là sẽ có một cái tuần giao dịch thật là thuận lợi anh chị nhé à, và ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy được là thị trường đã có những cái sự hồi phục khá là tốt anh chị uh, Thật ra là hồi phục ở các cổ phiếu ví dụ như các cổ phiếu midcap các cổ phiếu trụ ví dụ như là nhóm ngành chứng khoán nè và nhóm ngành thép anh chị là hai 2 nhóm ngành cho thấy những cái sự tăng điểm tốt nhất. Ngoài ra thì một số các cổ phiếu bất động sản cũng cho thấy có những cái sự xanh nhẹ. À, các cổ phiếu ngân hàng thì là có có những sự phân hóa anh chị một số các cổ phiếu xanh, một số các cổ phiếu thì đỏ. Điều này thì nó cũng cho biết được rằng là hiện tại ngân hàng nó sẽ không có những cái trạng thái tăng điểm nữa anh chị nhé, mà nó sẽ là những cái nhịp gọi là tích lũy trở lại của nhóm ngành ngân hàng. À, mỗi ngày thì nó sẽ lấy một số các cổ phiếu của trong viên 30 để mà hỗ trợ về đỡ chịu đỡ cho thị trường anh chị còn về góc nhìn chính của em hải vào phiên ngày hôm nay cũng đã chia sẻ với anh chị từ cái ngày hôm thứ sáu vừa qua rồi đó chính là việc dòng tiền nó sẽ tập trung vào các mã cổ phiếu mít cấp nhiều hơn tập trung vào các cổ phiếu nhóm ngành thép anh chị nhé và ngày hôm nay thì cũng chúc mừng quý anh chị nào đã có những cái việc là mua thép giống như em hải đã chia sẻ với anh chị ha đó vào trong ngày thứ sáu à, ngày 25 tháng 10 là ngày thứ sáu nè lúc 3 giờ 30 là em Hải có gửi lên cho room cộng đồng cho quý anh chị nhà đầu tư là có thể là chúng ta sẽ à, thấy được một cái sự hồi phục của các mã cổ phiếu chứng khoán bởi vì là cuối phiên vào ngày thứ sáu tuần trước thì em đã thấy được là các mã cổ phiếu chứng khoán này nó có một cái nhịp quay trở lại xanh điểm anh chị cũng như là rút chân à, tham chiếu cho nên là rất khó khả năng là trong đầu tuần sẽ có những cái sự phục hồi anh chị nhé chờ sự phục hồi của thị trường À, vào tuần sau thì cũng đúng như vậy khi chúng ta thấy được vào ngày hôm nay à, các mã cổ phiếu à, cũng như em Hải cũng có làm video nè vào cái ngày thứ sáu nè cho quý chị nhà đầu tư à, thì anh chị có thể thấy được rằng là ngày hôm nay các mã cổ phiếu chứng khoán thì cũng đã có những cái nhịp bực hồi tăng khá là tốt anh chị nhé à, chỉ có cổ phiếu SHS hay là vi thì đang cho thấy có những cái trạng thái rung lắc mà thôi còn lại gần như à, các cổ phiếu Ờ à, các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì đã cho thấy chạm về những cái vùng hỗ trợ và sau đó cũng đang cho thấy có những cái sự bật tăng trở lại anh chị ha rồi về trạng thái của các mã cổ phiếu uh, nhóm ngành chứng khoán thì em Hải cũng sẽ không có chia sẻ thêm. Anh chị nào mà đang xem video này của em Hải mà vẫn chưa có các mã cổ phiếu chứng khoán hay là vẫn đang có nhiều cái dòng tiền trong tài khoản và cần được hỗ trợ thì anh chị có thể nhắn với em Hải qua số Zalo 0916320717. Em Hải sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nhà đầu tư, anh chị ha. Còn về uh, ngày hôm nay thì em Hải cũng sẽ không nói về các mã cổ phiếu chứng khoán nữa bởi vì là ngày thứ sáu thì cũng đã chia sẻ rồi. Cũng như là những ngày thứ năm trước đó cũng đã chia sẻ với quý anh chị về những cái điểm mua ở trong room. Ví dụ như cổ phiếu FTS ở quanh cái vùng giá là uh, Ví dụ như là cổ phiếu FTS. Uh, cũng đã ở quanh những cái vùng giá là 40.5 thì hiện tại cũng đang có một cái khoản lợi nhuận nhẹ anh chị ha. Đó thì với FTS là như vậy. Thì uh, Hiện tại thì các khách sạn ở trong khung đồ thị ngày của các mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng đã mở ra rồi. Và các nếu mà thị trường có những cái việc là chứng Đà rơi lại thì khả năng là các qua các ngày tiếp theo thì khách sạn của nhóm ngành chứng khoán nó sẽ mở to hơn và điều này nó cũng sẽ hỗ trợ cho các mã cổ phiếu chứng khoán có một cái nhịp hồi phục tốt hơn anh chị ha. Rồi, thì đó là những cái góc nhìn của em Hải về nhóm ngành chứng khoán vào phiên ngày hôm nay cũng như là đã chia sẻ với quý anh chị vào những cái phiên tuần trước, thậm chí là trong cuối tuần vừa rồi. Thì về cơ sở về thị trường cơ sở thì sao về trạng thái của thị trường cơ sở thì anh chúng ta có thể thấy được rằng là uh, sau cái phiên ngày hôm nay gần như đang cho thấy là thị trường đang muốn tạo đáy anh chị nha. Nhìn vào các mà nhìn vào cái gốc, nhìn một số các chỉ báo thì em hải cũng đã có bắt đầu đã ngờ ngợ ra được cái câu chuyện đó vào cái ngày thứ sáu rồi. Và ngày hôm nay thì vào buổi sáng á, à, mặc dù trạng thái của thị trường là vẫn là sideways ở quanh những cái vùng tham chiếu thôi. À, tuy nhiên thì em đang thấy được là bắt đầu đã có những cái dấu hiệu tạo đáy của thị trường anh chị ha. À, khi mà à, trong khung đồ thị giờ. À, trong khung đồ thị giờ chúng ta thấy được rằng là phái sinh kể cả cơ sở thì đang cho muốn cho thấy được là một cái quá trình tạo đáy nè anh chị nhé cho nên khả năng vào các ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được những cái sự hồi phục và có thể vào trong ngày thứ tư sự hồi phục này thì nó sẽ tốt hơn anh chị ha đó. về cơ sở và phát sinh thì có thể là vào phiên ngày mai chúng ta sẽ thấy được những cái sự bật hồi tốt hơn của thị trường anh chị à, cũng như là cái vùng khách sạn ở trong cái khung đồ thị nhạy của thị trường là khung 4 giờ thì cũng đang mở ở quanh 1272 cho nên việc mà thị trường có một cái nhịp là đi về 1270, 1271 là hoàn toàn à, có khả thi và có thể xảy ra được anh chị nhé à, có thể xảy ra được ở trong các ngày tiếp theo À, từ thứ tư cho tới cuối tuần là cái khoảng thời gian tốt nhất để cho à, thị trường có thể có một cái nhịp bật hồi về đó và hiện tại thì thị trường thì cũng à, chúng ta sẽ xem xét rằng đây là một cái nhịp bật hồi thôi anh chị nhé Còn để mà à, xem xét được rằng là thị trường có nằm lại được trên cái vùng 1270.5 hay không thì gần tới đó chúng ta sẽ xem xét về cái dòng tiền cũng như là à, tình hình à, thị trường lúc đó nó sẽ diễn biến như thế nào anh chị nhé rồi còn trước mắt thì như anh em đã chia sẻ với anh chị trong ngày thứ năm thứ sáu tuần trước cũng như là uh, trong cái livestream vào cuối tuần uh, lúc uh, 7 giờ uh, lúc uh, 2 giờ chiều ngày thứ bảy thì cũng đã chia sẻ với anh chị là thị trường nó sẽ có một cái nhịp hồi thuộc và đây sẽ là một cái tuần hồi phục của thị trường cho nên là anh chị cũng không quá là lo lắng về thị trường ở trong giai đoạn hiện tại anh chị nhé à, tuy nhiên thì khi mà hồi phục lên thì điều cần làm của quý anh chị là gì thì đó chính là việc cơ cấu các mã cổ phiếu yếu tập trung vào các mã cổ phiếu đang có dòng tiền hiện tại thì đang dòng tiền thì vẫn đang chú ý vào các mã cổ phiếu nhóm ngành trụ là chính bao gồm là ban chứng à, bất động sản và ngày hôm nay thì chúng ta đang có thấy là thép đó thì hiện tại nên chúng ta nên chú ý vào các mã cổ phiếu này nhiều hơn và những cái mã cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành ngách hoặc là một số các nhóm ngành riêng lẻ có câu chuyện thì chúng ta sẽ có một cái phần tiền để mà chúng ta bắt với các mã cổ phiếu đó sau, anh chị nhá Rồi, thì bữa giờ thì anh em cũng đã chia sẻ với anh chị khá nhiều về bất động sản nè. Sau đó thì bất động sản cũng đã có một cái nhịp bật hồi tăng trở lại, thì thì sau đó là về nhóm ngành chứng khoán ha thì ngày hôm nay thì em hải cũng sẽ không nói về hai nhóm ngành này nữa bởi vì là các video trước thì cũng đã chia sẻ cũng như là những cái mà em muốn chia sẻ thì nó cũng đã gói gọn ở trong những cái video trước rồi thì ngày hôm nay thì em cũng xin phép uh, chia sẻ với anh chị về các cổ phiếu thuộc về nhóm ngành thép rồi thì uh, với trạng thái của các cổ phiếu thép vào ngày hôm nay cũng cho thấy khá là tích cực khi mà cùng với lại ngân hàng cùng với lại chứng khoán hoặc là cùng với lại bất động sản uh, thì đang có một cái điệp nhịp là hồi phục về trạng thái hồi phục thì chúng ta đang thấy được là ngoài SMC ra thì HSG này, VGS, Nam Kim và HPG là bốn mã cổ phiếu mà chúng ta hay chú ý ở trong giai đoạn hiện tại của thị trường á thì đều đang có những cái sự bật hồi rất là tốt và hơn 1% với HSG thì đang có một cái nhịp tăng lên 2,2% lần ha thì nhìn chung với các mã cổ phiếu nhóm ngành thép thì ngày hôm nay là một cái phiên cho thấy là có một cái sự hồi phục tốt vậy thì uh, với cái đồ thị của nhóm ngành đồ thị nhóm ngành của các mã cổ phiếu nhóm ngành thép thì nó sẽ như thế nào uh, thì trong uh, cuối tuần vừa rồi cụ thể là cái ngày thứ uh, uh, ngày thứ bảy uh, cái livestream vào lúc 2 giờ chiều thì anh em cũng đã chia sẻ với anh chị về cái góc nhìn của các mã cổ phiếu thuộc về nhóm ngành thép rồi thì trạng thái của nhóm ngành thép nhìn chung thì cái việc mà nó cần tiếp tục phải tích lũy anh chị nhá và đâu đó thì phải tích lũy tầm thêm được 3 tuần nữa thì chúng ta mới thấy được là những cái sự sáng sủa hơn của các cổ phiếu thép. Bởi vì phía, phía trên của các cổ phiếu thép thì vẫn đang là những cái vùng uh, uh, vùng uh, lượng cung hàng ở phía trên còn đang khá là nhiều. Cho nên là về cái chiều đi lên của các mã cổ phiếu thép hiện tại nó vẫn đang rất là khó khăn. Cho nên là nếu mà anh chị có muốn tham gia với các mã cổ phiếu này á thì ít nhất anh chị phải chờ cho nó về lại những cái vùng hỗ trợ hoặc ít nhất là nó cho thấy được là tạo một cái biên động tạo một cái vùng cân bằng à, vùng giá tích lũy à, với biên độ thấp của mã cổ phiếu với lại cái volume là không cho thấy là có trạng thái là tuôn ra, bung ra anh chị ha thì chúng ta mới tham gia ha. Đó, đó là về các mã cổ phiếu thép ở trong giai đoạn hiện tại. Cho nên là à, ngày hôm nay thì cũng đã có một số quý anh chị nhà đầu tư thì live xem là livestream của anh em thì cũng có hỏi về các mã cổ phiếu như là HPG hay là HSG hay là Nam Kim hay là VGS có mua mới được không hay là bán giá nào thì ngày hôm nay thì em cũng sẽ chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư về các mã cổ phiếu này anh chị nhé rồi trước mắt thì về các đô thị của đô thị của nhóm cả nhóm ngành đó à, thì em cũng đã à, anh chị chờ một xíu đây. Rồi, thì em cũng đã chia sẻ uh, cho quý anh chị rằng là cái chiều đi lên của các mã cổ phiếu thép thì nó sẽ khó hơn đó cho nên là uh, về cái chiều đi lên thì vẫn có thể là đi lên được tuy nhiên thì uh, để mà lên mạnh hơn hoặc là uh, hoặc là uh, cần uh, hoặc là uh, để mà đi lên tốt hơn thì nó cần phải có những cái sự tích lũy tiếp tục anh chị nhé bởi vì phía trên thì vẫn đang là lực cung rất là nhiều đó thì đó là nhìn chung của các mã cổ phiếu nhóm ngành thép ở giai đoạn hiện tại cho nên là anh chị đừng thấy có một cái phiên mà cả nhóm ngành thép có những cái sự hồi phục thì uh, chúng ta sẽ mua đua vào anh chị nhá không nhất thiết phải là như vậy uh, cái điều này thì nó cũng chỉ thể hiện được rằng là các mã cổ phiếu thép này đang cho thấy có những cái quá trình là tiếp tục là tạo những cái vùng uh, vùng giá thấp uh, vùng đáy uh, anh chị nhá để mà có thể đi lên uh, chứ không phải là có những cái tiêu sự tiêu cực uh, hiện tại với nhóm ngành thép anh chị ha rồi thì với đầu tiên với mã cổ phiếu HPG á, thì thật sự là HPG nó có một cái điểm mua anh chị, nó có một cái điểm mua ở quanh cái vùng là 26.5. À, tuy nhiên thì với những cái điểm mua như thế này á, thì em đánh giá được rằng là sự rung lắc nó sẽ còn xuất hiện với các mã cổ phiếu này, với mã cổ phiếu HPG. Và nó sẽ còn quay trở lại cái vùng 26.5 uh, cho tới cái vùng giá là 26.2. Cho nên là anh chị có tham gia thì có thể là chúng ta nên chờ những cái vùng đó anh chị nha. Chúng ta nên chờ những cái vùng đó. Bởi vì rằng là trạng thái của HPG hiện tại á, thì nó đang đi trong những cái, uh, nó đang gọi là lình sinh thôi. Nó chưa thể nào đi xa được đâu anh chị ha. Cùng lắm thì có thể là ngày hôm nay nó chạm về được cái vùng khách sạn và sau đó có những cái việc là, bị bán cục đầu nè. Đó cho thấy được rằng là HPG trước mắt thì nó vẫn sẽ còn có nhịp tích lũy, cho nên là quan 26.6 26.5 đó nó vẫn đang xuất hiện những cái vùng mua, cho nên là anh chị không có uh, mua FOMO uh, với mã cổ phiếu HPG anh chị nhé. Uh, chúng ta sẽ chờ những cái điểm sau mua đẹp hơn. Uh, bắt đầu vào uh bắt đầu qua thứ thứ năm và cuối tuần anh chị thứ năm và thứ sáu á thì có thể là HPG nó sẽ có được những cái trạng thái thông thoáng hơn và ngoài ra thì nó sẽ có những cái vùng ở phía dưới nó đỡ cho cổ phiếu nó tốt hơn anh chị thì lúc đó chúng ta mua thì chúng ta sẽ tự tin hơn anh chị nha. Còn hiện tại với HPG thì đang cho thấy là muốn chững đà tạo đáy tạo một cái đáy hai ở quanh đây anh chị, một cái đáy hai ngắn hạn ha. À, thì với HPG thì có thể là chúng ta sẽ thấy được là HPG nó còn có những cái nhịp hồi phục về lại quanh 27.4 lần anh chị. Đó cho nên là trước mắt với HPG thì theo em là nếu mà có quay trở lại cái vùng giá 26.5, 26.2 thì chúng ta sẽ tham gia được anh chị nha. Không nhất thiết phải mua đua. Rồi tiếp theo thì với mã cổ phiếu HXG. Mã... À, và nhóm ngành thép thì chúng ta đang thấy được HPG là một trong các mã cổ phiếu gần như là anh cả của nhóm ngành thép và tăng tốt nhất của nhóm ngành thép ngoại trừ VGS anh chị ha ở trong giai đoạn vừa rồi thì với các cổ phiếu như là cổ phiếu HPG thì phải chia sẻ với quý anh chị rằng là nó đã về lại những cái vùng mục tiêu ngắn hạn và anh em cũng đã chia sẻ với anh chị là chốt lời hết rồi cho nên việc mà hiện tại thì HPG nó vẫn đang về lại những cái vùng hỗ trợ thì anh em vẫn chưa có những cái trạng thái là giải ngân trở lại mà tiếp tục theo dõi thôi anh chị ha à, tiếp tục theo dõi với lại mã cổ phiếu HPG còn với HSG thì cho thấy một cái trạng thái yếu hơn mặc dù khách sạn thì mở ra ở 22.8 tuy nhiên thì chúng ta chưa thấy được là những cái sự bật tăng mạnh mẽ lắm của các cổ mã cổ phiếu HSG ở trong giai đoạn vừa rồi À, tuy nhiên thì có một cái điểm khá là hay đó chính là việc à, cái vùng khách sạn ở 20.85 có mở ra và kim quả cổ phiếu này thì đang cho thấy có một cái sự hồi phục trở về Tuy nhiên thì nó không phá phá được thế khách sạn cho nên là với cổ phiếu hsg thì cũng tương tự đồ hồi tô thị chung của cả nhóm anh thì nó sẽ cần có một cái nhịp tích lũy đâu đó là tầm 3 tuần À, tức là qua tháng 11 thì những cái sự tăng điểm nó sẽ sáng sủa hơn với mã cổ phiếu HSG anh chị nhé. Cho nên là anh chị có mua thì chúng ta sẽ chờ đợi cho cái mã cổ phiếu này quay trở lại ít nhất là 20.5 trở xuống để anh chị có thể tham gia được anh chị nhé. Không có gì phải mua đuổi, à, mua đua ở trong giai đoạn hiện tại của thị trường anh chị. Rồi, còn Nam Kim thì sao? Nam Kim thì chúng ta đang thấy được trạng thái cho thấy nó có sự yếu hơn so với lại các uh, so với HSG. À, tuy nhiên thì nhìn chung các cổ phiếu thép ở trong giai đoạn vừa rồi thì cũng đã ở những cái trạng thái là quá chán nản rồi cũng như là mất ăn mất ngủ rồi cho nên thì với Nam Kim cũng sẽ không còn ngoại lệ ở à, khi mà vùng mua thì đang cho thấy nó sẽ ở quanh cái vùng là 20.5 à, anh chị nhá đây là một cái vùng mua tốt bởi vì là trong khung tuần thì Nam Kim vẫn còn những cái vùng khách sạn ở à, những cái vùng hỗ trợ mây cũng như do găm đỡ quanh đây cho nên là cái việc mà anh chị mua ở 20.4 à, 20.4 hay là 20.3 đó thì anh chị cũng không lo là nó sẽ có những cái chiều hướng xấu đi ở trong trung hạn anh chị ha đó thì về trạng thái thì ngày hôm nay cũng đang cố gắng là lấy lại cái vùng khách sạn nè tuy nhiên thì gặp áp lực bán trở lại với các mã cổ phiếu thép à, khi mà mọi người đang bị kẹt ở quanh đây khá là nhiều cho nên là bắt đầu cũng đang có trạng thái bán ra thì tương tự với Nam Kim thì HSG cũng sẽ phải cần đâu đó là 3 tuần để có thể à, có những cái nhịp là hồi phục thông thoáng hơn anh chị nhé và cổ phiếu này sau khi mà uh, cổ phiếu này mà khi mà nó đi anh chị thì nó sẽ đi mạnh hơn uh, so với lại hoa sen anh chị nhé rồi và cuối cùng là cái cổ phiếu mà anh chị uh, hay chú ý nhiều nhất thì đó chính là cổ phiếu vgs uh, trong giai đoạn vừa rồi thì cũng khá là nhiều quý anh chị tham gia vgs ở quanh cái vùng là 36 ở quanh 36.8. À, tuy nhiên thì nó đang cho thấy có hai cái cây nến gần như là làm à, quý anh chị nhà tư khá là sợ hãi ha khi mà gần chạm về luôn cả cái vùng hỗ trợ giao găm 32.9 này. Theo em với trạng thái của H à, của VGS á, thì à, có thể là nó sẽ còn có một cái những cái nhịp tích lũy tại đây. Tuy nhiên thì bắt đầu qua vào cái ngày thứ 6 á, và cũng như tuần sau á thì VGS sẽ có những cái cơ hội mà hồi phục tốt hơn anh chị nhé. À, cho nên là với VGS thì anh chị nào đang nắm thì có thể tiếp tục nắm giữ. Nếu mà nó có những cái rung lắc quay trở lại 33.5 à, thì anh chị có thể tham gia mua VGS ở quanh đây anh chị nhé. À, để mà chúng ta có thể hạ trung bình giá vốn nếu mà anh chị đang mua trên cao. À, đó là cái cổ phiếu VGS. Nhìn chung thì uh, ở các cổ phiếu thép thì em đánh giá là đây là những cái sự hồi phục thôi anh chị nhé Còn để mà có một cái trạng thái tăng mạnh cũng như vào sống thì chúng ta sẽ cần nhiều cái yếu tố hơn để mà chúng ta có thể xét, xét uh, có thể là xem xét với các mã cổ phiếu thép này à nhìn về trạng thái thì em đang thấy được là các cổ phiếu thép này đang cho thấy là muốn tạo đáy anh chị Uh, muốn tạo đáy anh chị nhé uh, VGS thì cũng uh, tương tự Hay là Nam Kim Nam Kim thì cũng đang muốn tạo đáy rồi Gần như là Gần như là các mã cổ phiếu thép trừ HPG Thì hoa sen Nam Kim VGS Thì đều đang cho thấy là muốn tạo đáy anh chị nhé Cho nên là với các mã cổ phiếu này thì Ờ, nếu mà có rung lắc thì theo em là anh chị có thể tham gia trở lại được, à, không có vấn đề gì hết chỉ là đừng có mua FOMO, mua mua đua khi mà thì, khi mà cổ phiếu này nó xanh lên anh chị nhé, bởi vì cái cơ hội thì luôn nằm ở phía sau. Ví dụ như HSG thì ở quanh 20.5 nó sẽ là một cái cơ hội tốt nè Nếu mà nó phá đi những cái vùng 20.1 thì chúng ta sẽ cắt lỗ anh chị nhé. Còn nếu mà không mất thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Đó, đó là cái cổ phiếu HSG. Rồi, thì đó là những cái chia sẻ của em về các cổ phiếu thép. À, nhìn chung thì các cổ phiếu thép thì đang cho thấy là có một cái nhịp hồi phục anh chị nhé. Còn để mà nói đây là những cái nhịp mà tạo vào sống thì có thể là phải chưa. Và chúng ta sẽ chờ qua thoáng 11 để tìm biết được rằng là các cổ phiếu thép này có những cái sự thông thoáng hơn không anh chị nhé. Còn trước mắt cả một tuần này cho tới tuần sau thì khả năng cao là chúng ta sẽ thấy được rằng là, là HSG hoặc là các mã cổ phiếu khác HPG. À, hoặc là hoa sen năm kim thì là đây là những cái nhịp hồi phục thôi, cho nên là anh chị cũng nên lưu ý. À, nếu mà xác định đã xác định là nhịp hồi phục thì chúng ta nên chờ những cái sự tích vị trở lại cũng như là rung lắc trở lại thì chúng ta tham gia. Còn nếu mà xác nhận đây là sống. thì khi nào break out thì chúng ta sẽ tham gia anh chị nhé. Đó, đó là cái góc nhìn và uh, đầu tư của em ở trong giai đoạn hiện tại anh chị. À, anh chị thấy hay thì có thể để lại cho em hạ những cái lượt like cũng như là thả những cái trái tim xanh tím. Anh chị nào mà chưa có tài khoản ra thì có thể là hỗ uh, uh, tha... Nhắn tin em Hải để em Hải hỗ trợ cho anh chị một cái tài khoản AirDive anh chị nha. À, cũng như là anh chị có tài khoản AirDive rồi thì cũng có thể là nhắn tin với em Hải để em Hải chuyển ID về. Em Hải thì cũng đang cố gắng để mà à, được lên chính thức à, cùng đồng hành với quý anh chị nhà đầu tư à, xuyên suốt cũng như được giữ cái luồng live stream này lâu nhất có thể. Cho nên là à, anh chị có yêu quý em Hải thì có thể là hỗ trợ em Hải một tài khoản AirDive anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những cái video cũng như live stream tiếp theo. Bye.